Hello, Diệu Nhi Vlog Tây Ninh xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã trở lại với kênh Diệu Nhi nha. Chúc cả nhà một ngày mới an lành, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Và điều duy nhất là được gặp nhiều may mắn nha cả nhà. Thì hôm nay, sáng nay em sẽ chia sẻ với cả nhà là bữa nay mình sẽ nấu món canh cá lóc khoai mì nha cả nhà. Và thêm một món cá rô ướp mặn chiên giòn. Thì cả nhà cùng em đi vào bếp để mình làm cho vui nha cả nhà. Cùng nhau đi làm cả nhà ơi. Thì đây em có là một bọc cá lóc và một bọc cá rô. Cá này hồi hôm qua em qua kia về đó, em đi chợ em đã mua, em ướp, em để tủ lạnh rồi. Thì hôm nay nói chung là trời bão nha cả nhà, cho nên là em không có đi chợ. Thì mình sẽ lấy cá ở trong tủ lạnh ra, cá này ướp mặn rồi cả nhà. Thì một chút em sẽ chiên, chiên để mình ăn ăn chung với cơm. Còn cá lóc này em sẽ nấu canh khoai mì nha cả nhà. Đây khoai mì nè cả nhà. Đó, thì một chút xíu nữa mình sẽ nấu canh khoai mì. Cả nhà cùng em đi làm thôi nha cả nhà ơi. Thì bây giờ em sẽ lấy khoai mì với lại cá xuống em rửa nha cả nhà. Cá thì em sẽ rửa sạch lại, còn khoai mì thì em sẽ lột sạch ra rồi mình cắt khúc mình chẻ ra. Rồi mình sẽ nấu canh nha cả nhà. Thì cả nhà xem em làm thế nào nha cả nhà. Thì mình cũng nấu một ít thôi cả nhà ơi. Nấu một ít, đủ em ăn thôi à. Nấu đủ một tô canh nha cả nhà. Đây khoai mì em sẽ lột như thế này. Đó, cả nhà thấy không? Rồi mình sẽ lột xong mình rửa sạch rồi mình sẽ chẻ làm 2 làm 3 gì đó. Mình chẻ ra cho cái khoai mì nó dễ chín nha cả nhà. Rồi mình rửa cá mình sạch, mình chiên. Mình chiên lên cái bắt đầu mình đâm tỏi ớt. Mình đâm tỏi ớt cái bắt đầu mình nêm vô một tí xíu đường, bột ngọt gì đó tùy ý. Cái bắt đầu mình sẽ rứa vô cá, khi cá nó um vàng rồi cả nhà. Mình sẽ rứa vô để cho cá nó thấm gia vị nó ngon hơn nha cả nhà. Tại vì hôm bữa em ướp là em chỉ ướp muối thôi à. Em chỉ ướp muối để em để tủ đá thôi cả nhà. Cho nó đừng có bị con cá nó đừng bị sình nữa cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ rửa ra rồi nó sẽ mặn. Mình chiên cho nó vàng vàng lên rồi bắt đầu mình sẽ đâm tỏi ớt mình gia vị vô, mình sẽ rưới vô. Chắc nó, em nghĩ là chắc nó sẽ rất là ngon luôn cả nhà. Thì đây cả nhà, em đã rửa cá rồi, lột củ mì rồi luôn. Thì bây giờ mình sẽ chẻ củ mì đồ ra để bắt đầu mình nhúng lửa lên mình sẽ nấu nha cả nhà. Thì bữa nay em cũng sẽ lấy cái nồi cơm niêu để em nấu tiếp. Em không có nấu bằng cái nồi đất kia. Tại vì cái nồi đất kia em thấy nấu cơm nó không có ngon bằng cái nồi niêu á cả nhà. Cho nên là em sẽ lấy cái nồi cơm niêu của em nhỏ nhỏ đó thì em sẽ nấu nồi cơm tiếp. Cả nhà cùng xem em nấu nha. Thì bây giờ Diệu Nhi sẽ sang lửa củi qua bên cái bếp bên đây để mình nấu cơm nha cả nhà. Mình sẽ bắt cái nồi cơm niêu lên. Mình sẽ nấu hai bếp luôn. Bên đây là em sẽ bắt cơm niêu. Bên đây là em sẽ nấu canh. Nấu canh xong thì em sẽ chiên cá. Cả nhà cùng em vào bếp làm cho vui nha cả nhà. Cả nhà ủng hộ em nha cả nhà. Thương yêu ủng hộ Diệu Nhi nha. Rồi bữa nay cả nhà cùng em vào bếp để nấu ăn. Lửa bên đây cháy quá trời rồi cả nhà ơi. Em sẽ chiếc lửa qua bên đây để mình em cũng do sẵn cái nồi cơm rồi cả nhà. Đây em cũng do sẵn cái nồi cơm rồi, bây giờ em sẽ bắt lên nha cả nhà. Em sẽ bắt nồi cơm em lên đây nha. Cái nồi em nó bé quá cả nhà ơi, cho nên là em bắt không vừa, cho nên là em phải lót hai cây sắt ở đây nè. Cho nên là bắt mà tầm hơ tầm hắt là nó sẽ đổ á, cho nên là em sẽ cẩn thận hơn.
để mình bắt cho nó được. Rồi bây giờ Diệu Nhi sẽ bắt nồi lên nha cả nhà, chuẩn bị mình sẽ nấu canh củ mì với cá lóc. Đó, bắt lên đó nóng đi, bắt đầu mình sẽ chế dầu, bỏ tỏi vô. Bỏ tỏi vô rồi mình xào lăn củ mì cho nó thơm, cái bắt đầu mình đổ nước cho mình nấu củ mì trước nha cả nhà. Tại vì cá lóc thì nó, cá thì nó sẽ chín nhanh hơn, mà cái này cá đồng cho nên là nó cũng không tanh đâu cả nhà. Em chờ nước sôi cái em niêm, em chế vô đó tí xíu nước mắm, cái em sẽ thả cá vô thì nó sẽ rất là ngon, nó cũng không tanh đâu nha cả nhà. Tại vì củ mì thì nó chín lâu, nếu mà mình nấu cá trước thì mình phải vớt ra, còn hả mình không vớt mình để luôn á thì cá nó sẽ mềm, nó sẽ nhừ, nó sẽ không ngon nha cả nhà. Cho nên là vì vậy em sẽ nấu củ mì trước, nấu củ mì trước rồi xong rồi sau mình sẽ nấu bỏ cá vô sau nha. Đó, bắt đầu chảo nóng thôi. Chảo nóng rồi thì mình sẽ bỏ bỏ dầu vô. Đây em sẽ chế dầu vô. Rồi Diệu Nhi sẽ thả vô đây mấy tép tỏi. Đó, xèo xèo thơm liền. Nấu nấu canh mà củ mì này nè cả nhà thì đáng lẽ mình phải có lá gừng mình niêm nha cả nhà, mà em không có lá gừng thì cho nên thì mình sẽ niêm hành đi nha cả nhà. Không có lá gừng mình niêm hành, đáng lẽ niêm lá gừng mới ngon. Rồi sau khi tỏi nó vàng rồi cả nhà ơi thì em sẽ bỏ củ mì vô nha. Một hồi mình sẽ đổ nước cho mình nấu cho củ mì nó chín, nó mềm. Rồi bắt đầu mình sẽ thả cá sau. Củ mì nó chín, nó mềm. Nó chín, nó mềm rồi bắt đầu mình sẽ thả cá sau nha cả nhà. Rồi bây giờ em đã xào lăn củ mì rồi, nó thơm rồi, em sẽ đổ nước vô đây. Ok, như đó là được rồi cả nhà. Rồi mình sẽ đậy nắp hùm lại, hùm lại cho củ mì khi nào nó chín nó nở ra đi, rồi bắt đầu mình sẽ thả cá vô đây nêm nếm. Một chút nữa em sẽ nấu đồ ăn và cơm xong rồi em sẽ nấu thêm một cái nồi củ mì nữa nha cả nhà. Tại vì củ mì em mua hơi nhiều á, cho nên thì nó dư rồi mình sẽ nấu củ mì. Nấu củ mì mà dạng mình nấu cho nó sắp chín đó cả nhà, cái bắt đầu mình nêm vô miếng muối miếng đường nữa cả nhà. Miếng muối miếng đường nó cho nó ngọt mật mặn mặn thì mình sẽ ăn nó rất là ngon nha cả nhà. Mình chấm muối với mình nêm vô vậy, mình nấu xong mình nêm vậy rồi mình sấy thêm một miếng dầu hành nữa nha cả nhà. Thì sấy thêm miếng dầu hành nữa, mình làm miếng muối ớt dầu hành ở cả nhà thì mình chấm rất là ngon luôn. Nhưng mà nếu mà lát em không làm thì mình ăn cơm xong mình chỉ ăn lá xét chơi thôi, chứ mình không có làm dầu hành nha cả nhà.
tại làm nhiều quá ăn cũng không hết, cho nên là em sẽ làm đơn giản nha cả nhà. Sau khi hắn ăn đôi 3 phút thì nồi cơm em đã sôi đã chín. Đây, nồi cơm em đã sôi đã chín thì bây giờ em sẽ dỡ ra để mình xới lên. Mình xới lên xong mình sẽ đậy nắp lại luôn nha cả nhà. Đậy nắp lại để cho cơm mình nó được chín á. Đây, cơm em đã cạn nha cả nhà. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đậy nắp lại. Rồi bên đây là nồi củ mì của em nè, đó. Một hồi thì em sẽ nêm vô. Thì bây giờ sau khi mì nó đã chín rồi cả nhà, thì bây giờ em sẽ thả cá vô nha cả nhà. Đây, thả cá vô. Ok. Rồi còn bao nhiêu cá thì chút mình sẽ chiên nha cả nhà. Rồi mình để cho nó chín đi, bắt đầu giờ mình sẽ nêm nếm. Nêm vô miếng hạt nêm và miếng đường. Và miếng muối ít thôi nha cả nhà, tại vì cá đó em muối rồi. Miếng bột ngọt nữa nha cả nhà. Rồi ok. Như vậy là chính là mình sẽ bỏ hành và tiêu vô. Mình nấu canh củ mì nha cả nhà. Cái này là mình nấu theo kiểu nhà quê á. Ở quê mình có gì mình ăn nấy nha cả nhà, chứ không có cầu kỳ. Em nấu kiểu theo dân dã đó cả nhà. Xưa là có gì mình đi đồng có gì là mình sẽ nấu nấy. Thì giờ em cũng kiểu như em cũng làm cũng giống vậy cả nhà. Đó. Ừ, ngon. Cá mới bỏ vô nhưng mà điều nó cũng chín rồi cả nhà. Bỏ vô là nó tái hết rồi, cho nên không sao đâu. Em nghĩ củ mì này chắc cũng dẻo cả nhà ơi, củ mì này chắc dẻo nở. Em mua cả hai ba bữa gì rồi đó. Ngon. Đậy nắp lại cho nó chín con cá đi, xong rồi mình sẽ nhắc xuống. Thì bây giờ Diệu Nhi nhắc canh xuống rồi cả nhà. Thì mình sẽ nêm như đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên để mình chiên cá nha. Sau khi chảo nóng thì em sẽ đổ dầu vô mình sẽ chiên cá. Bây giờ em sẽ cắt hành vào đây. Cả nhà thấy cái nồi canh của em không? Cả nhà thấy nồi canh của em. Nó nhắc xuống rồi mà nó vẫn nóng, nó vẫn sôi. Nãy nó em dỡ nắp ra nó còn sôi luôn cả nhà. Đó, thì nồi canh của em đã xong. Thì bây giờ mình sẽ
Thì bây giờ mình sẽ đổ dầu vô nha cả nhà, để mình chiên cá. Chiên cá muối. Nhưng mà em nghĩ cá nó không mặn đâu cả nhà ơi. Thì một hồi em sẽ nêm gia vị vô, xong em chế thêm tí xíu nước mắm nữa. Em nghĩ là nó không có mặn, tại vì lúc muối em muối lạc. Rồi bây giờ hả nghe, dầu đã sôi, bây giờ em sẽ bỏ cá vô chiên. Qua wow. Xèo xèo xèo. Cá này là cá rô đồng á cả nhà, ta giăng lưới á cả nhà. Ngon lắm. Mà cái bữa đó ăn chay cho nên là ta giăng lưới mà nó bị ngọt á cả nhà, ta bán cũng rẻ. Cho nên Diệu Nhi mua, Diệu Nhi muối để chiên á. Thì hôm nay Diệu Nhi sẽ lấy ra để làm chiên cá muối, làm clip cho cả nhà xem nha. Xem cho vui nha cả nhà. Trước thì xem cho vui và sau đó là cũng như ủng hộ cho Diệu Nhi. Diệu Nhi cũng rất là cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu ủng hộ Diệu Nhi nha. Nếu mà cả nhà ủng hộ Diệu Nhi rồi, cả nhà thấy có thương yêu Diệu Nhi thì cả nhà cho em xin một đăng ký và một like và một share luôn nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ chiên cá, tập trung vô chiên cá. Chiên cá xong là mình sẽ bắt cái nồi củ mì lên rồi mình sẽ ăn cơm. Thì bây giờ cũng trưa trưa rồi cả nhà ơi. Thì mình sẽ chiên cá xong mình sẽ ăn cơm nha cả nhà. Và sau khi nãy giờ em đã chiên cá nè cả nhà. Thì cá em chiên sắp vàng rồi nha cả nhà đó. Thì tại vì nói chung là cá muối cả nhà nó mặn, cái chảo nó cũng hơi dính cho nên là nó cũng không được đẹp gì mấy, nhưng mà cũng tạm ổn nha cả nhà. Rồi bây giờ Diệu Nhi xin mời cả nhà mình cùng dùng cơm với Diệu Nhi nha. Dùng cơm trưa nghe cả nhà ơi. Đây cơm mới nấu nóng hổi luôn, vừa thổi vừa ăn mà Diệu Nhi chưa xới luôn cả nhà. Bây giờ Diệu Nhi sẽ xới cái nồi cơm của Diệu Nhi lên. Cơm niêu nha cả nhà. Lại là cơm niêu. Diệu Nhi phái nấu cái nồi này lắm cả nhà. Tại vì cái nồi này nấu cơm á rất là ngon luôn cả nhà. Nấu cơm rất là ngon, cho nên Diệu Nhi thích cái nồi này lắm. Diệu Nhi cứ nấu cái nồi bé bé xinh xinh này nè, Diệu Nhi thích ghê. Cả nhà thấy không? Diệu Nhi bóc dính lọ hết trơn. Thì bây giờ Diệu Nhi sẽ mời cả nhà ăn cơm cùng Diệu Nhi nha. Mời cả nhà ăn cơm. Bây giờ Diệu Nhi ăn cơm với mình quên á, để em quay cho, trước khi ăn em quay cho cả nhà xem cái mâm cơm của em nha. Đây Diệu Nhi sẽ mời cả nhà ăn cơm cùng Diệu Nhi. Đó, cơm niêu nha cả nhà. Cơm niêu của Diệu Nhi đó, một niêu cơm luôn. Cái niêu đó là cũng bự á nha cả nhà. Em nghĩ là cũng một người ăn không hết á. Đây là canh củ mì. Đó. Và cá muối chiên nha cả nhà. Cá muối chiên tỏi ớt. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn cơm nha cả nhà ơi. Giờ bây giờ là Diệu Nhi mời cả nhà mình ăn cơm với Diệu Nhi nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm nấu cái nồi niêu này nè, nó rất là ngon cả nhà. Nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó ngon lắm. Bây giờ Diệu Nhi mời cả nhà mình con cá muối chiên. Cá này em muối hơi lạc. Hồi nãy em chiên á thì em có đâm tỏi ớt rồi chế tí xíu nước mắm rồi miếng đường, miếng bột ngọt nữa cả nhà, em sẽ rưới vô đây cho nó thơm hơn và nó sẽ ngon hơn cả nhà. Em mời cả nhà cá chiên nha cả nhà, cá muối chiên.
ngon cả nhà ơi. Mặn, mặn nhưng mà dịu, nó có ướp đường bột ngọt cả nhà, cho nên nó dịu dịu, mặn mặn dịu dịu, rất là ngon, ăn với cơm rất là ngon. Mời cả nhà ăn cơm. Ngon quá cả nhà. Ngon, hết sức ngon luôn cả nhà. Ngon quá. Cá à, cá đồng ở cả nhà nó không có tanh mà ăn nó lại béo nữa. Cá này ngay mùa nước nổi á cả nhà, cá nó mập lắm, nó ngon. Nó ngọt thịt mà nó béo. Ngon quá cả nhà. Bữa hổm nhà Diệu Nhi làm clip á, nấu mấy con cá rô đồng nhỏ này nè với bông điên điển á cả nhà. Trời, Diệu Nhi ăn bữa đó nó ngon gì đâu, ngon cả nhà. Cả nhà mà có ai mà bán cá rô đồng á cả nhà, mua mà có bông điên điển cả nhà nấu ăn thử bữa. Ngon dữ lắm. Ngon không sao tả luôn cả nhà. Ngon dữ lắm. Cái nhà nêu của em nhỏ vậy không? Nhưng mà nấu cơm cái kiểu nó ấm hay sao cả nhà, nó ngon dữ lắm. Nó chín, nó mềm, nó nở đều hết luôn, nó rất là ngon. Cho nên là mấy bữa nay em cứ thích cái nồi niêu này nè. Em lấy cái nồi này em nấu không à. Còn mấy cái nồi đất kia bự bự em không có nấu. Với lại em nấu một cái nồi này nè, em nấu vừa đủ một bình Diệu Nhi ăn à. Sướng lắm, Diệu Nhi thích vậy. Em đã ăn hết con cá muối chiên rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ ăn qua canh củ mì. Em mời cả nhà củ mì nấu canh nha cả nhà. Ăn thử củ mì nấu canh nó ngon ra sao. Củ mì rất béo và nở xốp luôn cả nhà, mềm dẻo ngon lắm. Nấu với cá lóc đồng nữa. Cá lóc đồng bạn của con em cho nên là em nấu rất là ngọt luôn, rất là ngon. Ngon lắm cả nhà. Nhưng mà nấu vậy nè, nấu canh củ mì đáng lẽ là phải niêm lá gừng nha cả nhà mới ngon. Đúng của nó là niêm lá gừng. Nhưng mà em không có lá gừng thì em niêm hành luôn. Bữa nay sao mé rùi quá chừng cả nhà. Tại biết sao không cả nhà, nghe em chiên cá muối á cả nhà. Chiên cá muối á thơm á, rùi bù lắm. Ngon quá cả nhà ơi. Mà rất tiếc rất buồn là vì Diệu Nhi ăn cơm có một mình. Diệu Nhi ăn cơm có một mình. Ngon quá. Diệu Nhi ăn cơm có mình. Ngon quá. Ngon mà liếm tai luôn cả nhà. Diệu Nhi ăn hết cái nồi cơm niêu rồi cả nhà ơi. No quá à. Khùi xong trái ăn hết luôn. Nó nhỏ thấy cơm trái vàng. Và Diệu Nhi ăn cũng sắp hết dĩa cá luôn. Mời cả nhà miếng cơm trái cuối nha cả nhà. Hết rồi cả nhà. Diệu Nhi ăn nãy giờ hơi lâu. Với đại trời mát mát. Cơm trái nó mau nguội cả nhà. Hết giòn. Ngon. Ngon quá. Vậy như phái má muối cá về ăn ngon cả nhà. Muối về mình ăn với cơm rất là ngon. Bữa nay ở trong nhà Diệu Nhi có đồ ăn, cho nên Diệu Nhi muối cá Diệu Nhi đem đây, Diệu Nhi làm, Diệu Nhi ăn mình, ráng ăn cho hết.
để dư mà ăn cũng không hết cả nhà. Còn nhiều Nhi không có thích ăn cá canh, cá canh còn nguyên nhưng mà nấu canh của mì ngon lắm cả nhà, canh của mì rất là ngon, nhiều Nhi ăn thấy rất là ngon. Của mì béo dẻo mềm nở mà còn ngọt nữa cả nhà. Như vậy ăn, dù như ăn sắp hết cái tô canh rồi. Ngon, canh củ mì rất là ngon. Mời cả nhà miếng canh củ mì nha cả nhà. Nó dẻo ngon ghê luôn. Củ mì dẻo ngon ghê. Quá trời ngon cả nhà. Canh của mình nó dẻo mà nó nở ra đặc quẹo luôn cả nhà. Nó đặc tô canh luôn. Cho nên là nó đặc quẹo à. Giờ nó giống như cháo luôn vậy. Ngon. Nấu canh của mì cũng ngon lắm cả nhà. Nấu với cá ngon. Diệu Nhi nấu với cá đồng. Cá lóc đồng. Cá lóc đồng bạn của con Diệu Nhi á cho. Cái sẵn Diệu Nhi đi chợ á, thấy củ mì cái mua về nấu. Nấu chia sẻ với cả nhà. Em đã ăn hết cái niêu cơm rồi cả nhà. Thì thôi video của Diệu Nhi tới đây cũng dài rồi. Thì Diệu Nhi xin máy bay cả nhà nha. Chúc cả nhà sức khỏe và an lành và hạnh phúc nha cả nhà, và thành công trong công việc nha cả nhà. Thì tới đây video Diệu Nhi xin tạm dừng. Máy bay cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau. Cả nhà có yêu thương Diệu Nhi nhớ share và like cho Diệu Nhi với nha cả nhà ơi. Máy bay cả nhà.